Trong clip này chúng ta sẽ nói về cái cách chuyển đổi file PowerPoint thành video clip. Trước hết chúng ta sẽ phải ghi hình, tức là chúng ta thâu cái lời nói của chúng ta vào từng cái slide. Và việc này chỉ thực hiện được với cái Office 2010 trở về sau. Ở nút Office 2010 thì chúng ta sẽ hơi khó tìm cái nút Recording. Nhưng mà từ 2013 trở về sau thì nó giống như trên cái chương trình này. Chúng ta nhấn Recording, sau đó chúng ta chọn Record Slideshow. Click vào cái biểu tượng này, chúng ta chọn bắt đầu ngay từ đầu. Hiện tại khi chúng ta chọn Record, nó sẽ hiện cái giao diện như thế này. Nút Record, bắt đầu Record, chúng ta click vào đây. Muốn ghi hình có thể hiện cái video của mình ở đây, chúng ta bật lên ha. Và để chuẩn bị để xài sử dụng các mà hiệu ứng trên cái slide đó, chúng ta sử dụng cái phím điều hướng ha. Cái phím bốn mũi tên đó, qua lại trái phải đó, ha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu ghi âm thử nha. Tôi chỉ làm một cái demo thôi và tôi mượn cái PowerPoint này của cô Tú Mai. Hello class, in this lesson we're going to learn about music and arts. Now, first, I would like you to spend time watching the video clips. The arts and culture make up the fabric of everyday life. They're part of growing up and growing old, part of family life, school, and community. The arts connect us to one another and give voice to our happiest moments. And oh, that's enough. Now I would like you to answer the question. Listen and check. Ở đây cái file PowerPoint nó bị lỗi, nó không có chạy được, không có file audio. So, what you call this? A portrait. And what do you call this? Is an art gallery. How about this? Photography. And what is it? It's a concert. And this one is dedicated. Now I would like you to look at the text, read and listen. Và ở đây cái phần mềm, cái phần file audio cũng không có hoạt động. Và như vậy chúng ta tiếp tục click vào bên phải đi sang cái slide kế tiếp. Now listen and say whether these statements are true or false. Tuy nhiên là trong quá trình giảng thì chúng ta cũng chừa thời gian cho học trò đọc, và sau đó chúng ta chừa thời gian dừng lại cho học trò đọc xong chúng ta mới mở cái file nghe ha. Và tiếp tục chúng ta di chuyển sang cái đáp án. Now you can see the answer key is here. Now, I would like you to rethink about the homework. Learn new words by heart and redo the exercises. And prepare a closer look one in your book. Okay, that's all for the lesson. See you next time. Bye-bye. Và sau khi xong thì chúng ta click stop để dừng lại. Và cái điều quan trọng là sau mỗi một cái slide như vậy, khi chúng ta chuyển slide thì chúng ta hãy bắt đầu nói. Chứ vừa nói vừa chuyển slide như vậy thì chúng ta sẽ bị hớ một cái, là đôi khi chúng ta muốn cắt cái slide đó thì nó bị âm thanh nó nằm giữa chừng. Cái câu nói nó giữa chừng rất là khó. Sau khi ghi âm xong thì chúng ta click vào dấu X ở trên cái chương trình để chúng ta đóng chương trình lại. Lúc này trên file PowerPoint của mình sẽ có cái hình video của mình ở đây. Và file nào có cái biểu tượng của mình ở đây là nó có âm thanh, mình có thể click vào và nghe thử để check. Hello class, in this lesson. Rồi chúng ta có thể chỉnh sửa và chúng ta có thể di dời cái vị trí video của mình vào một cái vị trí phù hợp. Và nếu như mà cái... Now, first, I would like you to spend time watching the video clips. Và nếu chúng ta thấy cái phần nói của mình trên cái slide này không hay thì chúng ta có thể thay đổi. Chúng ta có thể xóa đi và ghi âm lại chỉ cái slide này thôi.
Để mình check từng slide. Listen and check. Và nếu mà nói không hay thì mình có thể check lại. Yeah. Rồi, phần này chẳng hạn. Now, I would like you to look at the text, read and listen. Và chúng ta nhớ di chuyển cái clip cái của mình mềm, cái di chuyển cái phần cái video, vị trí hình của mình, có thể bỏ luôn cũng được, nhưng mình để chỗ nào cho nó phù hợp, đừng có che cái phần mặt chiếu. Và ví dụ như đây cái phần này mà chúng ta thấy nó không ổn, chúng ta có thể về nó vào cái vị trí phù hợp nhất trên cái màn hình. Now listen and say whether these statements are true or false. Yeah, mình có thể check từng slide. Now, I would like you to rethink about the homework. Dù mình thấy cái slide này nó không ổn, chúng ta nhấn delete bỏ đi. Và chúng ta vào record. Chúng ta record lại và chỉ record cái slide này thôi. Nha. Yeah. Okay, that's the end of the lesson. Before leaving, I would like you to do the homework. First, you have to learn by heart the new words and do the exercises again. Next time, we will study closer look one. Be prepared. See you. Thì chúng ta có thể ghi lại cái clip, cái slide này nó hư, chúng ta ghi âm lại và chúng ta nghe check lại. Okay, that's the end of the... Và như vậy, nếu mình thấy ổn thì chúng ta có thể chọn vị trí nào đó phù hợp với cái clip chúng ta để đây đây. Sau đó chúng ta lưu lại, save nha. Và chúng ta chọn continue để nó lưu lại nha. Khi mà lưu lại cái clip như vậy đó, thì cái file sẽ nặng hơn và chúng ta sẽ thấy nó có cái hình video kèm theo. Thì đây là bước thứ nhất. Chúng ta chuẩn bị bằng cách là ghi cái lời giảng của mình lên từng cái slide. Bây giờ bước thứ hai thì chúng ta chỉ cần chọn là export to video, click vào đây. Chọn cái file audio là HD 720 thôi. Và chúng ta nhấn cái nút Create Video. Đối với Windows 2010, đối với Office 2010, chúng ta chọn File. Chọn Save As. Và chỗ cái tên file này chúng ta chọn phía dưới này, cái định dạng, chúng ta chọn là MP4. Và chúng ta có thể đặt tên ha. Rồi sau đó chúng ta nhấn là tìm cái chỗ lưu và chúng ta nhấn là save. Và kêu là continue with down media. Tại sao vậy ta? Một cái này là do Word tạo ra một số cái nó không cho, ví dụ như cái clip này nó không cho tích hợp. Đối với phần 2007 thì ok ha. Chúng ta chọn bình thường, nhưng mà giới với cái thằng 2010 đã khi tích hợp cái file này nó không cho chạy. Thì đối với Word 2013 trở về sau thì nó dễ hơn, chúng ta chỉ cần chọn cái quy trình export to video và save thôi. Và chúng ta chọn cái nơi nào để chúng ta lưu và chúng ta nhấn save. Ở đây cũng vậy, tức là cho tạo video nhưng mà không có hiệu ứng của cái clip này. Như vậy thì khi chúng ta chèn clip vào sẽ không được tạo, cái clip này sẽ không hiển thị trên cái video. Và lúc này chúng ta chỉ cần chờ cái chương trình nó xuất ra file video thôi. Và sau khi chúng ta chuyển thành file video xong thì chúng ta có thể save lại và chúng ta thoát cái PowerPoint đi. Và ở đây chúng ta thử chọn cái phần file mình đã lưu rồi ở đây. Chúng ta phát thử cái video của mình làm. Hello class, in this lesson, we're going to learn about music and arts. Now, first, I would like you to spend time watching the video clips. Như vậy thì cái video clip nó sẽ không có chạy được các bạn. Như vậy thì đối với cái video clip chèn trên PowerPoint á, thì chúng ta có thể chèn sau khi chúng ta tạo cái file PowerPoint, file bài giảng. Mình có thể chèn chính giữa. Lúc này có lẽ sử dụng cái Fastone Capture nó sẽ hay hơn. Oh, that's enough. Now I would like you to answer the question. Yeah.
Listen and check. PowerPoint nó bị lỗi, nó không có chạy được, không có file audio. So, what you call this? A portrait. Và sau khi kiểm tra lại xong thì chúng ta có thể chuyển cái clip này lên YouTube và share cái đường link cho học trò. Như vậy thì đối với cái việc mà PowerPoint chuyển từ PowerPoint sang video từ Office 2010 trở về sau, chúng ta sẽ làm rất là dễ trên cái này, trên cái PowerPoint. Nhưng mà lưu ý, đối với cái phần video chèn vào thì chúng ta không có thể hát được. Như vậy chúng ta phải dùng cái video để chèn giữa các clip. Rồi, xin dừng lại ở đây.